Em xin chào bà con nha. Em cập nhật thêm giá rong ruột đỏ nha mọi người. Ruột đỏ hôm nay giá 17k tại gốc nha mọi người. Mẫu như hình em đang quay đây, chuẩn bị cắt đây. 17k nha mọi người. Đây ở là gì nha mọi người? Mẫu này là 17.000. Ngày đây lẽ là mai cắt mà hôm nay không cắt sớm đây. Em cập nhật giá gốc tại gốc luôn nha mọi người. Em không phải lái đâu. Bà con coi mà bán nha. Hàng đẹp hơn cò nhiều hơn, giá cao hơn nha mọi người. Số tấn nhiều thì giá báo riêng, giá sẽ cao hơn. Sẽ mở cắt ở xóm năm xong, màu trắng. Em thấy cục đỏ mấy tấn, cũng chục tấn thôi. Trời này thái điện là y nha mọi người. Đây, mây mù văng lối luôn. Cần chuyển trời luôn, thái điện là lấy ăn thôi. Mọi người thấy hay đăng ký ủng hộ kênh giùm em nha. Em cập nhật giá hàng ngày cho mọi người coi đó mà bán khỏi bị hớ hàng. Rồi em xin chào mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Chúc mọi người bán giá cao nè.